Thưa quý vị, để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, từ ngày 25 tháng 10, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Kon Tum đã tạm dừng việc dạy học trực tiếp, chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến và các hình thức dạy học phù hợp khác. Trong đó, khi quay lại học trực tuyến, các giáo viên học sinh đã nhanh chóng bắt nhịp đưa việc dạy và học đi vào ổn định. Không còn bỡ ngỡ hay lúng túng, ngay trong buổi sáng ngày 25 tháng 10, cô và trò trường tiểu học Phan Đình Phùng đã quay trở lại học trực tuyến với tâm thế sẵn sàng. Có được điều này là nhờ nhà trường chủ động xây dựng phương án dạy học tương ứng với các mức độ nguy cơ, cấp tài khoản dạy học trực tuyến Office 365 cho giáo viên học sinh ngay từ đầu năm học. Ngoài ra, việc duy trì một số tiết học trực tuyến trong thời gian học trực tiếp vừa rồi cũng tạo thuận lợi cho trường triển khai dạy và học trực tuyến ở mức độ nguy cơ cao như hiện nay. Hiện nay lớp tôi là vào là 43 máy và tôi thấy là các con vào đúng giờ, tâm thế học tập tốt và nắm được chắc cái nội dung của bài cũ cũng như trong quá trình hợp tác trao đổi bài mới, các con đều làm việc rất là nhịp nhàng với cô giáo, với các bạn, thì đó là một sự khởi đầu tôi thấy là thuận lợi. Hình thức dạy học trực tuyến ngày càng có quy mô và đồng bộ ở tất cả các cấp học khi dịch bệnh COVID-19 phức tạp. Tuy nhiên, áp lực của giáo viên khi dạy học trên nền tảng trực tuyến là không hề nhỏ. Thầy cô không chỉ dày công đầu tư soạn bài giảng online, quản lý lớp học, mà còn nếu có học sinh không có điều kiện học trực tuyến, phải làm phiếu hướng dẫn học tập để đảm bảo chương trình. Tất cả các giáo viên trong trường cũng vậy, lúc nào cũng phải cầm cái điện thoại coi như 24/24, để khi mà các em khó khăn hoặc là phụ huynh khó khăn là họ sẽ điện lên trực tiếp cho mình để mình hỗ trợ trong cái việc mà các em đăng nhập. Mình mong muốn là nếu mà trong quá trình học trực tuyến nếu được thì phụ huynh có thể cùng với lại thầy cô, đồng hành cùng thầy cô để hỗ trợ các con mình trong việc học trực tuyến để các em có thể học tốt hơn. Một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của hình thức học trực tuyến là ý thức học tập của học sinh. Với nhiều nỗ lực của giáo viên và sự hứng thú của học sinh đã giúp buổi đầu tiên trở lại học trực tuyến được sôi nổi. Hôm nay em quay lại học trực tuyến, em thấy rất là thoải mái. Cô giáo dạy em thấy rất là khi được quay lại học trực tuyến thì em không còn thấy bỡ ngỡ nữa, bởi vì trước đó em đã được học trực tuyến rồi. Em và các bạn sẽ cố gắng học tập thật tốt cùng phối hợp cùng với các thầy cô giáo để vượt qua khó khăn này ạ. Hiện nay, các trường học đều nêu cao tinh thần thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong dạy và học. Theo đó, để ổn định tâm lý của phụ huynh khi tình hình dịch COVID-19 phức tạp, song song với đảm bảo chương trình năm học, các trường học đã chú trọng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Trong các cái nhóm Zalo của thầy cô với lại cha mẹ học sinh ấy, thì nhà trường cũng thường xuyên đăng tải những cái thông tin về các cái biện pháp phòng chống dịch này, đăng tải các cái thông tin về những ca nhiễm mới hoặc là truy tìm người đến những cái địa điểm mà có yếu tố dịch tễ đó, để cho cha mẹ học sinh nắm được, và cũng khuyến khích các con là hàng ngày làm những cái việc thực hiện cái thông điệp 5K dù các con không tới trường. Nói chung bây giờ thì tâm lý mọi người ổn định hết rồi. Việc trở lại học trực tiếp của học sinh phụ thuộc vào tình hình kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn thành phố Kon Tum. Trước mắt, các trường học đang nỗ lực phát huy tối đa hiệu quả hình thức học trực tuyến nói riêng và cả các hình thức học tập khác.